Thị trường trong phiên giao dịch vừa rồi lại tiếp tục là phiên rung cây giỏ kỹ khi đạp những cái mã cổ phiếu trụ xuống và kéo những cái mã cổ phiếu mid cap đi lên, nhằm mục đích để cho những đầu tư bán cầm tiền giai đoạn vừa rồi lại phải tiếp tục cầm tiền, và khi muốn mua trở lại phải mua ở vùng giá cao hơn. Vì sao nói như thế, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách qua từng dòng thì sẽ hiểu. Thì bạn thấy hai phiên gần đây nó đạp những cái mã cổ phiếu trụ là chính, ví dụ con gì ạ? Con Vinamilk. Hai phiên gần đây nó giảm từ giá bao nhiêu ạ? Nó giảm từ giá đâu khoảng là 70.5 về 68.8. Tiếp tục là công việc Vietcombank nó cũng giảm điểm tương đối mạnh, hay con Vích phiên vừa rồi nó giảm 3,37%, hoặc là con VPBank nó giảm điểm cũng tương đối kinh. Và khi những cái mã cổ phiếu trụ này nó giảm thì sẽ ảnh hưởng đến chỉ số chúng ta rất nhanh, tại vì những mã phiếu đó là những mã cổ phiếu vốn hóa lớn, và khi nó ảnh hưởng đến chỉ số thì những đầu tư cầm tiền bắt đầu lo lắng cho chúng ta, tạo ra cái thế hai đỉnh và sợ chúng ta nó bắt đầu có những cú rơi cực kỳ mạnh thì sẽ không dám ra. Trong khi đó tổ chức họ kéo những cái cổ phiếu mid cap lên, ví dụ con DIG này đúng chưa ạ? Hai phiên gần đây nó kéo bao nhiêu phần trăm? Đâu khoảng là trên 400, hay bạn thấy nhưng mà phiếu như HDC hôm qua nó kéo trần, hoặc là con gì GVR kéo khá là kinh, hay con DZ cũng kéo tương đối mạnh mẽ để cho những nhà đầu tư ấy, đang cầm tiền ngoài ấy, khi muốn mua trở lại những mã cổ phiếu mid cap thì phải mua hầu như ở vùng giá ở trên cao. Thì đó là ý đồ tổ chức. Còn đối mình thì theo phân tích kỹ thuật ở hiện tại thì chúng ta nó vẫn là cái trendline tăng về trung về hạn, và nó chưa có bất kỳ một cái tín hiệu gì xấu. Mà các bạn ở đây các bạn cứ hay đi đón cái đỉnh thị trường thì bạn sẽ rất dễ bỏ lỡ những cơ hội để đầu tư. Các bạn thấy đi, trong một cái uptrend bạn đón bao nhiêu lần thì chúng ta tạo hai đỉnh. Ví dụ ở đây này là một lần, đúng giờ ở đây các bạn thấy một đỉnh này, đây là hai đỉnh này các bạn đón nhưng nó chưa xuất hiện, và các bạn bắt đầu bạn bán lượng hàng. Vì sau đó các bạn thấy đi, các bạn phải chờ gì? Chờ chuẩn chỉnh nhiều hơn để bạn muốn mua, tại vì tâm lý là bán xong phải chờ chỉnh nhiều hơn để mua. Nhưng các bạn thấy thị trường nó trả lời là không, vẫn kéo lên giá cao hơn, và khi bạn muốn mua sao phải mua giá cao hơn, nó kéo cho tới nào khi nào các bạn mua thì thôi. Và khi bạn vừa mua vào sau nó chỉnh tiếp thì bạn lại tiếp tục cắt lỗ đi ra, rồi bây giờ lại tiếp tục đánh như thế, nó kéo lên liên tục, bắt đầu này tạo ra những cái thế gọi là hai đỉnh cho bạn sợ bạn bán ra này, hoặc là những phiên này bạn bán ra này và bạn thấy tâm lý lo lắng, và lúc nó kéo như thế này các bạn không dám ra đâu, và bắt đầu nó kéo vượt đỉnh ra này các bạn lại tiếp tục sợ, và các bạn càng sợ sao nó sẽ càng tăng tăng đến khi nào bạn chịu không nổi đu vào thì khả năng nó là bô. Giống như đoạn này thôi, ví dụ ở đây nó tạo ra gì ạ? Một đỉnh này, đây hai đỉnh các bạn sợ này, các bạn bán ra đúng chưa, lại bắt đầu nó kéo lên này, các bạn chịu không nổi đu vào thì là chỉnh đúng giờ, chỉnh xong bắt đầu các bạn lại thấy hai đỉnh lại bắt đầu lại bán ra này, bắt đầu lại kéo vào giai đoạn chỉnh lúc và kéo lên, các bạn chịu không nổi bạn đu vào sợ thì khả năng cái đó là gì, là cái bô. Nên quan điểm mình hiện tại chúng ta nó đang còn những sự nghi ngờ và đang còn những cái tranh cãi với nhau là chúng ta nó đặt đỉnh hay không đặt đỉnh, thì cái điểm này mới là điểm an toàn. Còn khi mà rất nhiều người gì ạ mà thôi chúng ta lên ấy, thì lúc đó chúng ta gì ạ, chúng ta mới thấy được thì chúng ta mới rủi ro. Tại vì các bạn biết rằng ấy, khi chúng ta mà cùng nhau hưng phấn thì tổ chức mới upload được, còn lúc này mà còn người ra người vô thì sao ạ? Thì tổ chức nó đánh giá rằng chưa đủ sự hưng phấn thì làm sao tổ chức khách hàng, bây giờ chỉ cần gãi cái thôi, nhà đầu tư bán ra làm sao tổ chức họ bán. Nên đoạn này họ phải đánh cái tâm lý gọi là gì ạ, gọi là tạo ra những trạng thái gì ạ, lo lắng cho đầu tư mình để họ kế tiếp, đến những lúc nào đó đầu tư không đề phòng mới được bắt đầu gì ạ, mới gọi là upload nhà đầu tư mình. Và bạn thấy đi, lần đầu tiên chỉnh giả, lần thứ hai chỉnh giả, lần thứ ba chỉnh giả, đến lần thứ tư thì khả năng nó sẽ chỉnh thật, lúc đó đầu tư không đề phòng thì sao, tổ chức mới dễ up. Còn đoạn này hầu như nhà đầu tư vẫn còn đề phòng, tại vì gặp lại cái cản này 1.280 này đúng chưa ạ, rồi ra những tin tức về SBV hút tiền thì hầu như là nhà đầu tư nhỏ lẻ còn lo lắng lắm đúng chưa ạ. Và khi còn lo lắng như thế thì rất khó để tổ chức họ thoát hàng. Và ở đây phân phối hầu như phân phối cho ai, chỉ có ma mua cho ai, mua bạn, khi mà nhà đầu tư lo lắng và lo âu như vậy. Và các bạn biết rằng những cái sai lầm ấy trên thị trường này là do cái việc là cái việc đón đỉnh thôi, tại vì thực chất nó chưa tạo hai đỉnh mà các bạn cứ đi đón này như thế này này, các bạn đâu dám mua cổ phiếu đâu. Trong khi đó rất nhiều cổ phiếu nó xuất hiện để mua, ví dụ bạn thấy đi, những phiên nào điều chỉnh nhưng con GVR xuất hiện để mua và bạn không mua thì bạn sẽ bỏ lỡ nhiều trăm, 15-20%. Hay bạn thấy con DC World xuất hiện để mua đúng giá, rõ ràng rằng thì chúng ta điều chỉnh này, cái cây này đánh này, thì chứng tỏ đây dòng tiền tổ chức họ vào đỡ giá, và khi tổ chức họ không sợ thì bạn sợ gì đúng không ạ? Các bạn thấy dòng tiền vào mạnh mẽ như này này, nhà đầu tư nhỏ lẻ có dám mua đâu, và nhà đầu tư không nhỏ lẻ không muốn mua thì ai là người mua, tổ chức họ là người đỡ vá. Và khi họ đỡ giá như thế thì bắt đầu thị trường tăng, xong sẽ kéo lên để đầu tư gì muốn mua phải mua giá cao hơn, và khi thị trường ta điều chỉnh mới xuất hiện cổ phiếu mạnh thì đây điểm mua chuẩn này, và bạn không dám mua đi lên trên đây làm sao các bạn mua, nó kéo lên trên cao thì bạn phải chờ chờ nó cân bằng bạn mới mua được. Hoặc là bạn thấy nhưng mà phiếu GVR đi, những phiên mà nó điều chỉnh đi các bạn sợ bạn không dám mua này làm sao ăn được mười mấy phần trăm nó. Hay bạn thấy những mã cổ phiếu gì đó, hay con đít đi, cái phiên vừa rồi này nó điều chỉnh nhưng xuất hiện điểm pivot này, các bạn không vào đúng không ạ? Thế bạn không vào thì sao, làm sao kiếm được khoảng 4-5% của nó, hoặc là các bạn có thể ôm vùng chân sống. Hoặc là HDC mới phiên hôm qua là cái điểm mua các bạn không dám ra sao ạ? Thì những cái lúc các bạn muốn tham gia thì các bạn nhìn lại thì nó đâu trên đâu giá 38 39 gì đó đó. Nên vì sao các bạn đừng có cố gắng đi đón đỉnh đi rồi làm gì, mà khi thấy chúng ta nó đặt đỉnh chúng ta hãy bắt đầu chúng ta xử lý. Tại vì bạn biết đi, khi nó đặt đỉnh thì phải có những phiên xác nhận đánh thủng gì ạ, đánh thủng khỏi vùng hỗ trợ với những cái vol to. Nhưng bạn ở đây các bạn cứ đi đón, và khi bạn đi đón này thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội thôi. Ở đây bạn đi đón này bạn cứ bỏ lỡ cơ hội thôi, ở đây bạn cứ đi đón thì sẽ bỏ lỡ cơ hội để bạn đầu tư.
Và trên thị trường này, ví dụ các bạn mua ngay đỉnh đi, bạn vẫn có cơ hội xử lý. Mình ví dụ cho bạn này, dễ anh Dung này, các bạn mua ngay đỉnh này đi, rồi nó vẫn có hồi lên cho bạn xử lý, mà bạn lo gì, quan trọng bạn xử lý không thôi. Chứ nó gãy xuống cùng lắm, bạn thấy này, gãy cây lỗ 700, hồi lên các bạn sút là xong. Hoặc các bạn thấy đi, nó gãy đi hai đỉnh này, đây này, xác nhận này, dòng tiền thoát ra này, gãy vốn to này, thì bây giờ bạn thấy hồi lên bạn lo xử lý đi. Bạn không xử lý thì bạn bạn ơn cục lỗ đó, thì bạn mới gọi là đi luôn cái tài khoản. Còn chắc bạn mua ngay đỉnh không đáng sợ, mà sau đỉnh nó mới là thật sự là cái đáng sợ. Nên thị trường ta nó đang vào trong liên tăng, thì bạn cứ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để khi chúng ta đặt đỉnh ta mất lại một ít, chứ không phải là trong cái thị trường này chúng ta không kiếm được tiền nhưng mà ngay đỉnh là chúng ta mất nhiều, thì nó sẽ là những cái rủi ro cho bạn. Các bạn không mua thấp thì các bạn sẽ mua cao, và khi các bạn mua cao thì nó sẽ rủi ro, và các bạn cầm tiền quá sớm trong cái thị trường bước vào trên lai tăng thì nó cũng sẽ rủi ro, tại vì nó rất dễ dàng gọi là gì ạ, nó tạo ra cảm giác cho bạn hưng phấn và mua lại ngay đỉnh. Nên vì sao mình lại hướng dẫn cho đầu tư mình ở đoạn này là đánh trend, khi ôm được một cổ phiếu nào đó thì phải ôm đến hết trend để khi mất lại thì mất lại một ít. Ví dụ bạn thấy con GVR đi, đúng mà ở cái chu kỳ phía trước, khi các bạn mua đúng đáy thì các bạn chỉ cần cầm thôi. Ví dụ các bạn cầm đây đi, các cháu bạn mua đâu trên cao giá 14 đi, các bạn cứ cầm cầm hết trend và bạn cứ canh chặn lãi. Ví dụ các bạn thấy cứ lên đây này là chặn lãi này, nó chạy rút thì cứ chặn lãi, rồi bắt đầu lên đây lại chặn lãi, rồi tiếp tục lên đây này nó chặn lãi, thì khi mà cái cổ phiếu này nó bắt đầu nó đạt đỉnh đúng giờ thì các bạn thấy rõ ràng, các bạn bán đi thì sao ạ? Thì bạn mất lại một phần, và bạn còn lãi từ đâu ra tới đâu, từ đây lên tới đây các bạn lãi được khoảng là 7-8%. Trong khi đó bạn cứ bán, các bạn thấy thị trường sợ bán ra, thấy thị trường sợ bán ra bắt đầu đu lại, thấy thị trường sợ bán ra xong bắt đầu đu lại, thấy thị trường sợ bắt đầu bán ra xong lên này bắt đầu này đu lại sao ạ? Nó bắt mất nguyên khúc này thì bạn thấy đi, rõ ràng từ đây tới đây bạn đánh margin lên thì mất sẽ rất là nhiều của bạn, thậm chí nó sẽ lấy luôn nguyên tài khoản bạn. Trong khi đó những người mà cầm đúng những cái điểm các bạn mua rồi bạn nắm giữ, thì bây giờ các bạn bán xong bạn cầm 7-8%, giờ các bạn chờ chờ cái cổ phiếu này tạo đáy hoặc là cổ phiếu nào nó mạnh hơn bạn tham gia trở lại thì nó sẽ ok hơn so với chúng ta cứ đảo qua đảo lại rồi chúng ta dính ngay những vùng gì đỉnh cao của cổ phiếu đó. Nên vì sao đoạn này mình lại hướng dẫn cho nhà đầu tư là mình ôm để mình đánh trend, khi nào hết trend thì mình bán hoặc là canh chặn lại cổ phiếu là nó ok nhất. Và tiếp tục về những cái thị trường này thì các bạn nên gì ạ, nên vứt cái chỉ số đi, tại vì chỉ số hiện tại đây nó là cái gì ạ, cái bình quân giao quyền của hơn 2.000 mã cổ phiếu. Và khi mà các bạn phân tích vào chỉ số ấy, để các bạn đánh giá một cổ phiếu nào đó thì nó sẽ không đúng. Tại vì các bạn biết ở đây là chỉ số bình quân giao quyền của 2.000 mã, mà đâu phải 2.000 mã con nào cũng sẽ gì ạ, nó cũng vận hành như nhau đâu. Ví dụ các bạn nhìn qua con gì ạ, con Techcombank nó chỉnh đúng không ạ, nhưng bạn nhìn qua con DGC nó có chỉnh đâu, rồi bạn nhìn qua con BNC nó có chỉnh đâu, rồi bạn nhìn qua con gì, con Vinamilk nó chỉnh. Nhưng các bạn đặt ra câu hỏi rằng cái con gì ạ, cái con như con HDC nó chỉnh hay không, thì các bạn thấy cái chỉ số thị trường chung mà bạn đánh giá đối với cổ phiếu sao nó sẽ không đúng đúng không ạ. Nên chúng ta nên tập trung vào cổ phiếu thôi, để xem cổ phiếu chúng ta nó đang vận hành như nào để chúng ta quản trị cho tốt. Chứ bạn nhìn vào cái chỉ số trường này nó không được cái gì cả, nó chỉ được cái gì ạ, nó chỉ được tạo ra tâm lý lo lắng cho bạn thôi. Các bạn nói thiệt chứ cứ đi trong một trend đai tăng, các bạn đón thị trường chỉnh hoài bạn sẽ không dám mua đâu. Thì đoạn này nó là cơ hội rất là lớn cho bạn đấy. Mình đánh giá thị trường ta đoạn này nó sideways, nó sẽ tiếp tục lên giá khoảng 1.320 và có thể lên 1.364, và nó vẫn còn một khoảng hơn 100 điểm để bạn tìm kiếm cơ hội mà. Vậy chúng ta phân phối nó cũng phải cần một cái thời gian phân phối, chứ không phải là lên đây nó làm cái ốc là nó sẽ rơi liền, nó phải cần một cái biên độ phân phối đủ lâu. Ví dụ như các bạn thấy thì cái nền của nó tích lũy ngắn thì sao ạ, cái nền của nó tích lũy ngắn như này này thì cũng phải cần tạo ra gì ạ, tạo ra cái biên tích lũy đủ đủ lớn đúng giờ để nó phân phối hàng ở trên đây, nó phân phối trong ngắn hạn. Hoặc bạn thấy những cái biên nào ạ, cái biên ấy mà nó phân phối của thị trường ở các chu kỳ phía trước, bạn thấy đây nó phân phối từ bao lâu ạ? Nó phân phối từ ngày tháng 10 cho đến tháng 4, là phân phối khoảng 6 tháng mới phân phối lượng hàng. Các bạn thấy đi, những chu kỳ phía trước đây, ví dụ ở đây này, cái phân giai đoạn phân phối của nó thì cũng phải bao lâu? Các bạn thấy cũng bao lâu ạ? Từ bao nhiêu ạ? Từ đâu khoảng là tháng 2 cho đến tháng mấy ạ? Cho tháng 4. Đúng giờ. Không phải phân phối 2 3 tháng, còn hôm nay bạn thấy đi. Rõ ràng rằng ấy, cái biên độ giá của nó như thế nào, biên độ giá nó chưa có đủ gì ạ, nó chưa có đủ gọi là nhịp nước rút, và đây biên độ nó vẫn gọi là biên độ hẹp, và thanh khoản trong một cái thị trường tăng thì giai đoạn khuếch đại thanh khoản này nó vẫn tốt chứ không phải là xấu đâu. Các bạn thấy đi, mọi lúc ấy mà chúng ta nó bật tăng trong những cái chu kỳ thì luôn luôn nó sẽ có sự khuếch đại thanh khoản. Ví dụ bạn thấy đi, cái đoạn ở dưới đáy thì sao, cái bon nó bé nhưng mà nó lên được một tí sao, nó vol nó sẽ càng lớn hơn, và khi nó lên tí nữa thì vol nó phải lớn hơn, thì nó là cái việc bình thường. Bạn thấy các chu kỳ phía trước đây, ví dụ như cái đoạn này này dưới đáy ở đây, bạn thấy vol như thế nào, nó sẽ bắt đầu nó khuếch đại lên từ từ khi xuất hiện nhịp chỉnh này, bắt đầu lên đây này nó khuếch đại lên từ khi xuất hiện nhịp chỉnh này, bắt đầu lên đây này lại tiếp tục khuếch đại lên. Các bạn nhìn vào cái vol đi, nó khuếch đại lên từ từ mà đến đỉnh sau nó sẽ khuếch đại cực kỳ lớn. Đoạn này bạn thấy thì thanh khoản từ vùng đáy nó ở đâu ạ, cái thanh khoản ở vùng đáy của nó đã như đây rồi, và nó lên trên
cao hơn tí, nó mới nhiêu đây thôi, thì nó vẫn còn thiếu những cái thanh khoản của nó, thanh khoản của nó vẫn chưa to. Và bạn biết cái giai đoạn này là giai đoạn gì không ạ? À? Cái giai đoạn này là cái giai đoạn gọi là game tăng vốn của các công ty. Và khi nó tăng vốn ấy thì thường thường sao ạ? À? Thì nó sẽ pha loãng cổ phiếu. Ví dụ con đít các bạn thấy đi, giai đoạn phía trước nó như thế nào ạ? À? Con đít thì giai đoạn phía trước nó mỗi ngày giao dịch nhiêu ạ? À? Nó giao dịch đâu khoảng bao nhiêu ạ? À? 4 5 triệu cổ à, mà bây giờ bạn thấy mỗi ngày giao dịch khoảng 20 30 triệu cổ rồi. Đúng giờ là do những sự pha loãng cổ phiếu đi, nên các bạn biết rằng ấy, khi mà chúng ta nó đạt đỉnh thì cái số lượng thanh khoản mà những cái cổ phiếu mà nó tăng vốn lên thì nó phải lớn hơn nhiều ở giai đoạn hiện tại. Còn giai đoạn hiện tại thì nó chỉ bao nhiêu ạ? À? Nó chỉ khoảng bao nhiêu ạ? À? Nó chỉ khoảng là tầm 1 tỷ thôi, thì khả năng thì chúng ta đạt đỉnh nó phải lên đến 2 3 tỷ cổ phiếu một ngày. Chứ 1 tỷ thì mình đánh giá thì nó cũng khá là ít so với giai đoạn mà các game tăng vốn sắp tới nó sẽ xuất hiện. Nên quan điểm của mình hiện tại chúng ta nó vẫn ổn. Thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ đi phân tích qua cổ phiếu. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu mình phân tích qua những cổ phiếu còn những điểm mua cho bạn tham gia. Và trong cái thị trường này mình đánh giá rằng rất nhiều cái cổ phiếu mạnh để cho bạn có thể tham khảo. Và thêm một cái sai lầm trong thị trường này là cái nỗi sợ về việc cắt lỗ. Các bạn biết trong trend lai tăng ấy, cái nỗi sợ trong việc cắt lỗ nó cũng sẽ đáng sợ như cái việc gì ạ? À? Đáng sợ như việc đóng đỉnh gì đó. Mình ví dụ như một cái mã cổ phiếu như VIN đi. Các bạn mua mà các bạn thấy đi cổ phiếu nó yếu và các bạn mua sai điểm, các bạn thấy ở điểm này nó điểm tích cung các bạn mua, nhưng ở đây bạn thấy bắt đầu này nó bắt đầu xuất hiện một cái khoản lỗ, và khi bạn mua đi nó lỗ về đây, các bạn lỗ đâu khoảng 3 4% gì đó, từ đây về đây lỗ 4 500 đó các bạn không chịu cắt, các đầu bạn cứ cầm cầm chờ nó hòa vốn. Và khi nó hòa vốn thì trong khi đó bạn thấy các bạn mua cổ phiếu khác nó đã gì ạ? Nó đã đem lại cho biên độ lợi nhuận rất là nhiều, hoặc bạn cứ mua một cổ phiếu yếu rồi bạn kỳ vọng nhiều hơn, bạn không chịu cơ cấu, thì bạn thấy đi từ đây đến đây bạn lại bao nhiêu? Trong cái uptrend tăng 200 300 điểm, bạn đánh từ những điểm này lên tới điểm này bạn hầu như lãi bao nhiêu trăm ạ? À? Và từ điểm này đi, cái từ cái điểm bạn mua đi lãi bao nhiêu trăm, đâu khoảng 3,19%, trong khi đó bạn vừa cắt lỗ ra bạn đảo con GVR, các bạn đảo được bao nhiêu phần trăm rồi, bạn lãi bao nhiêu trăm, gần 72%. Thì các bạn phải làm gì? Các bạn phải bán đi những mã cổ phiếu đi và qua những mã cổ phiếu mạnh để bạn đánh, được gọi là gì ạ? À? Bỏ qua những cái gì ạ? À? Bỏ qua cổ phiếu yếu, hoặc là bán đi những cái lượng cổ phiếu yếu để chúng ta chừa cơ hội cho cổ phiếu mạnh, đúng không ạ? Còn trong thị trường này mình thấy rất nhiều bạn mà cứ thấy ở danh mục của mình yếu rồi bắt đầu ở một cứ cầm 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 hoài, đến một giai đoạn nào đó bạn thấy chúng ta tăng rất là cao rồi hỏi vì sao lại cái danh mục nó không tăng, là do bạn cầm cổ phiếu yếu thôi. Nên các bạn cứ quyết liệt trong thị trường này, chứ mà các bạn cứ đánh gì ạ? À? Cứ đánh cờ lơ, hoặc là các bạn đánh mà nó không quyết liệt ấy thì bạn sẽ rất khó để kiếm tiền, và các bạn phải xác nhận được nhầm dẫn thì bạn mới đánh được trong trong cái gì ạ? À? Trong cái chu kỳ sắp tới. Và cái chu kỳ sắp tới nó sẽ là cái chu kỳ chúng ta siêu kiếm tiền, và cái chu kỳ đó là cái chu kỳ chúng ta phải tập trung, chứ không phải chúng ta cứ đánh mà những mã phiếu yếu mà chúng ta cứ nắm, hoặc là con SF nữa, bạn thấy đánh từ tháng này qua tháng nọ bạn lãi được bao nhiêu đâu, thì bạn thay vì bạn thấy cổ phiếu này yếu cái bạn cứ đảo qua bạn bạn múc cổ phiếu khác là nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ các bạn đảo qua múc cùng dòng đó đi, thấy FTS mà anh đảo qua múc FTS đi thì bây giờ có khoảng 30 40%, trong khi đó múc SF được bao nhiêu phần trăm đâu. Nên rõ ràng rằng yếu thì cứ cơ cấu đánh một cổ phiếu mạnh thôi, cổ phiếu nào hàng đầu thì chúng ta sẽ đánh cổ phiếu đó. Hoặc bạn thấy trong cùng dòng đi, đánh MBB đi, với là con VBank nó cũng đã có sự khác biệt rồi. Ví dụ các bạn mua cùng một thời điểm đi, con gì, con MB mua đúng ngày bao nhiêu, 22 tháng 12, nó bây giờ lại khoảng 30%, trong khi đó bạn mua con gì à, con VBank cũng ngày đó bạn mua đi lại được bao nhiêu nè, ngay đáy đó này, Spring gì nè, bạn mua đi 3%. Nên bạn phải gì, các bạn phải biết bán những cái cổ phiếu đi để chờ cơ hội cho cổ phiếu mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích qua những cái mã cổ phiếu để cho bạn có thể tham khảo. Thì dòng bất động sản này thì những phiên trước mình cũng đã bắt đầu mình nói rồi, các bạn có thể chú ý dòng này, tại vì dòng này nó đang bắt đầu có những tín hiệu có sóng, tại vì con KDH là con lên đầu tiên, đúng không ạ? Con Nam Long là con lên thứ hai, rồi tiếp tục bạn thấy gần đây con HDC nó lên, con đít nó lại bắt đầu nó lên, thì đó là gì? Tín hiệu của sóng, giống như cái sóng của dòng ngân hàng như con BID. Các bạn thấy BID nó lên trước, cái đoạn nào nó lên trước ạ? À? Từ đây này tạo đáy bắt đầu này, dòng tiền đi lên này, đây là đoạn nó lên trước, và tiếp tục phiên này này là phiên nó lên trước. Mà bạn nhìn qua cái gì ạ? Con MB Bank đi. Đúng vậy, MB Bank lên chưa? Nó thực chất nó chưa lên. Đúng vậy, bạn thấy ACB nó lên chưa? Nó vẫn chưa lên. Hay các bạn thấy MB nó lên chưa? Thực chất nó vẫn chưa lên. Trong khi đó bạn thấy BID nó đã lên rồi. Đúng giờ thì một con nào đó nó kéo thì nó báo hiệu cho sóng của nó sẽ diễn ra. Nên bạn thấy con KDH nó lên này, nhưng mà con đít nó chưa lên. Đúng vậy. Giờ gần đây rõ ràng là này, con đít nó lên sao này? Hay bạn thấy những mã cổ phiếu như con HDC hôm nay nó lên, nhưng mà các bạn thấy con Nam Long nó lên ở giai đoạn phía trước rồi, thì nó báo hiệu cho cái dòng của nó sắp có sóng. Thì quan trọng là cái thời điểm của nó sẽ đánh lên là bao lâu thôi. Nên đối với mình hiện tại thì bạn có thể chú ý dần đối với dòng bất động sản, tại vì ở đây nó cũng chỉ là những cái lúc gọi là chân sóng của dòng bất động sản, và nó đánh như thế, nếu mà dòng bất động sản nó vào sóng thì các bạn thấy là cái sóng này nó sẽ khá là to.
Và các bạn nhìn qua những cổ phiếu leader thì con nào đang leader? Đương nhiên là con KDH rồi, nên vì sao đoạn này mình lại hướng dẫn đầu tư mình đánh con KDH là chính. Đúng mà, đoạn này mình chủ yếu mình cho đầu tư mình tham gia con KDH thôi. Ví dụ như có sóng mình cược thì mình sẽ thắng lớn. Nên đối với những cổ phiếu nó bắt đầu nó tạo ra những mô hình gì ạ? Nền tảng giá số 2 bắt đầu đi lên khi có một dòng tiền nó vào cực kỳ lớn, là cái dòng tiền vào cực đại. Dòng tiền này dòng tiền của ai? Là dòng tiền của tổ chức chứ không thể nào là dòng tiền của nhà đầu tư nhân. Khi nó vào một cái 13 triệu phiếu mà nó đẩy cái trần rồi tiếp tục nó đợi giá thì dừng chỉnh, nó không chỉnh thì chứng tỏ đây nó là dòng tiền tổ chức và đang đẩy giá cổ phiếu đi lên. Và khi một cổ phiếu có dòng tiền tổ chức họ đẩy giá đi lên thì đây là một trong những cổ phiếu tương đối mạnh của thị trường, và một cổ phiếu tương đối mạnh của dòng và tương đối mạnh của thị trường thì đây là cổ phiếu các bạn có thể lưu ý tham gia ở đoạn sắp tới. Và bạn biết rằng một cái tổ chức khi mà đổ tiền vào đánh một cổ phiếu đi lên thì đâu phải nó tăng một phiên thì nó sẽ hết gì à? Nó hết biên của nó đâu, mà nó phải cần tăng đầy đủ những cái gì à? Biên độ giá của nó thì tổ chức họ mới thoát lượng hàng chứ. Đây các bạn thấy vừa đẩy tiền vào thì làm sao phân phối ra ở trên đây, và họ đánh hầu như họ không lãi à. Và nếu mà họ phân phối ra cái lượng hàng họ cần tồn động nhiều, và khi mà có yếu tố bán tháo xảy ra thì chẳng khác gì họ chưa cưa cái chân của họ đi, đúng vậy. Nên vì sao mình lại đánh giá rằng ở cổ phiếu này đã vào trend thì chúng ta có thể tập trung cổ phiếu này. Và cái phần cổ phiếu con KDH các bạn thấy giống tương tự con nào đối với dòng ngân hàng, đó là con ACB, đúng vậy. Một cái dòng tiền vào này và dòng tiền vào cực kỳ mạnh này bắt đầu thì sao, nó bắt đầu đánh sideways up đi lên này, nó chỉnh tăng để chờ cái dòng của nó đi lên, đúng vậy. Thì sau đó bạn thấy tiếp tục nó kéo lên kinh không, kéo lên rất là kinh, đúng vậy. Thì con KDH hiện tại đang ở cái form gọi là cân bằng sideways như thế này này, xuất hiện những cái tín hiệu gì no sập và gì ạ, và Tết công là điểm chúng ta tham gia. Còn những phiên vừa rồi xuất hiện sách out thôi cho nó rủ vài cây đi, Tết công là điểm mua mới. Thì khi nào xuất hiện cái điểm mua mới thì bắt đầu mình sẽ khuyến nghị đầu tư để mình tham gia trong những phiên sắp tới. Nhưng quan trọng cái điểm mua mình nó phải chuẩn cái đã, đúng giờ khả năng nó sẽ sách out thêm cái nữa về đâu ạ, à? Về vùng hỗ trợ giá khoảng 36 rồi đó, thì sau đó xuất hiện Tết công đi là điểm mua cực kỳ đẹp đối mặt cổ phiếu con KDH. Và các bạn vì sao mình lại nói đánh là đánh KDH không đánh gì mà cổ phiếu ăn theo? Thì bạn cứ so sánh MBB đi, các bạn thấy so sánh ACB đi, so sánh với con gì, các bạn cứ so sánh với con EIB cũng được này, hoặc bạn so sánh với con gì, hoặc bạn so sánh với con gì ạ, à? Con BBB cũng được, hoặc bạn so sánh đại con gì ạ, à? Con VPBank đi. Thì rõ ràng rằng cái cổ phiếu leader luôn luôn cổ phiếu mạnh nhất chứ không phải là cổ phiếu ăn theo. Nên vì sao ở con KDH là cổ phiếu bạn có thể tìm tiềm năng để bạn có thể chọn lựa. Và bạn thấy nhưng mà cổ phiếu như con Nam Long này cũng là cổ phiếu nó tiềm năng, tại vì sao, nó là lên trước thì chứng tỏ nó mạnh. Mẫu hình của nó tương tự con gì à, tương tự con GVR đó. Đây mẫu hình gì à? Mẫu hình vai đầu vai, vai này đầu này, và đây là gì, đây là cái vai nó này, dòng tiền vào xác nhận đánh lên này, rồi lên đây nó bắt đầu nó sideways rũ bỏ là việc bình thường, các bạn có cứ nắm giữ thôi. Còn điểm mua mới thực chất nó chưa xuất hiện điểm mua, thì ở đây các bạn cứ canh chỉnh hoặc cân bằng thêm một vài phiên sẽ có điểm mua mới. Thì ở đây các bạn nhìn vào đặc điểm của những cổ phiếu leader là gì, thường thường sẽ gần cái đỉnh gọi là đỉnh gì ạ, đỉnh gọi là đỉnh 52 tuần của nó, là đỉnh cao nhất của thời đại. Các bạn thấy nó gần đỉnh hơn so với cổ phiếu khác, hay KDH này nó cũng sẽ gần đỉnh hơn cổ phiếu khác. Nhưng các bạn nhìn qua cổ phiếu DSG đi, nó xa lắc xa lơ, các bạn thấy cái đỉnh của nó lúc ở trên 44, hay bạn thấy con BDR đi, đỉnh của nó xa, đỉnh của nó xa đúng mà, hay con gì ạ, con HTN đi, đỉnh của nó rất là xa. Và khi những mã cổ phiếu mà có cái đỉnh xa thì sẽ không mạnh bằng những mã cổ phiếu nó có cái đỉnh gần, giống như con DGC đúng giờ, nó càng đỉnh xa nó sẽ bứt càng nhanh. Còn bạn thấy con DM nó xa đỉnh hơn, sợ nó sẽ bứt xa hơn, hay bạn thấy FRT nó gần đỉnh hơn nó sẽ bứt càng nhanh, nhưng con MWG thì sẽ xa hơn, hay con gì nữa, hay con BET nó sẽ xa hơn, nó cũng là bán lẻ đúng giờ, cách xa hơn sẽ tăng yếu hơn và nó sẽ tăng chậm hơn. Nên vì sao mình đánh là mình đánh những mã phiếu leader, leader mới mang lại biên độ lợi nhuận lớn. Hay các bạn nhìn con GVR đi, GVR này so sánh với con gì, con KBC thì con gì nó gần đỉnh hơn, đương nhiên con GVR gần đỉnh hơn rồi, con KBC đi này, cái đỉnh của KBC tận bao nhiêu à, 489 gì đó, trong khi đó GVR muốn vượt đỉnh tới nơi đúng không ạ. Và các bạn cứ so sánh những lợi nhuận đi, xem đánh con nào nó sẽ mạnh hơn thì con nào có leader sẽ là con mạnh. Nên vì sao mình lại hướng dẫn nếu sống bất động sản thì đánh con gì, con KDH hoặc Nam Long là hai con chính để chúng ta đánh. Rồi tiếp tục ấy là mình sẽ nói về ở cái tính giống nhau và cái firm đánh ở giai đoạn gần đây. Ví dụ bạn thấy đi, cái con MB là con lên trước xong bắt đầu tới con GVR lên sau. Ví dụ cái đoạn này bạn thấy MB đã lên rồi này, đúng dạ, nhưng mà con GVR lên sau. Và khi bạn thấy con MB nó đánh thì nó firm như thế nào thì con GVR nó firm y chang vậy. Ví dụ các bạn thấy đoạn này này bắt đầu nó kéo lên một nhịp thì bạn thấy con GVR nó cũng bắt đầu này, nó đánh sideways, nó bắt đầu nó kéo lên nhịp, bắt đầu nó sideways trở lại, giống gì vậy? Giống cái phim nào, có phải giống phim của con gì ạ, giống phim của M3 không, M3 này giống cái đoạn nào, giống M3 đoạn này, thì sau đó sẽ kéo rút, sau bắt đầu này nó sẽ kéo lên nhịp, bắt đầu nó sideways ở trên đây này, nó bắt đầu rũ bỏ cân bằng mới bắt đầu đánh tiếp. Thì GVR đánh y chang phim như vậy đúng mà. Nên vì sao mình lại chọn được những phim như GVR để mình đánh, nó sẽ đánh giống 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 tương tự nhau, các
nó chỉ có cái firm, quan trọng của bạn nhìn nhận cái firm để bạn đánh hay không. Giống như con DC World đó, bạn thấy đi, nó đánh như con gì, giống như GVR giai đoạn đầu này, giống như GVR đoạn đầu này, đúng chưa? Nó kéo kéo lên, sau bắt đầu này nó sideways là chỉnh chỉnh, nó sẽ sideways biên độ dài, bắt đầu nó kéo lên tiếp. Thì DC World hiện tại như vậy, nó cứ đánh ăn theo những mã cổ phiếu mà nó dẫn trước, sau đó sẽ những cái mã cổ phiếu nó dẫn sau sẽ đi y chang như vậy. Thì cái đó là cái bản chất gì ạ? À? Cái tâm lý con người sẽ không bao giờ thay đổi thời gian, cũng như tổ chức này nó nhìn cái tổ chức kia nó đánh thì nó sẽ đánh y chang vậy đó. Nên vì sao những gì đã xảy ra trong quá khứ nó xảy ra trong tương lai, nên vì sao bạn có thể áp dụng để bạn chọn cái firm cổ phiếu để bạn đánh sao cho nó ổn. Rồi tiếp tục mình phân tích qua những mã cổ phiếu như đích đi. Con đất thì bây giờ dòng tiền đã vào rồi, nếu bạn có thể chú ý con đất, này cũng mình cũng đã bắt đầu mình tham gia, bây giờ cũng lại 3-4% rồi đó. Cái điểm pivot này mình cũng đã bắt đầu mình vào, đúng mà, con KDH mình cũng đã vào rồi. Tại vì sao? Tại vì nó mang những cái phơi mẫu hình khá đẹp. Tại vì bạn thấy ở đây nó rủ bao nhiêu lần, nó rủ một lần này, bắt đầu nó rủ bao nhiêu lần ạ? À? Lần hai này, bắt đầu nó rủ lần ba này, và khi ba lần rủ bỏ này, nhà đầu tư dám ra nữa không? Làm sao dám ra? Lần một đi lừa, lần hai bị lừa, lần ba bị lừa, thì lần thứ tư làm sao dám ra? Và khi nó lên thì nhà đầu tư không ra, thì lúc nhà đầu tư mua sao? À? Phải mua giá cao hơn, nó đánh như thế nó mới chuẩn bài. Đúng giờ, nên vì sao những phiên sách ao này liên tục mình không nhớ mua, nhưng mà những phiên này nó tạo ra điểm pivot mình mua, và khi bạn thấy mình mua vào sao à? Nó lại tiếp tục đẩy giá lên. Thì ở đây là gì? Đây là những điểm mua chuẩn và đây là điểm mua an toàn. Và mình cược, ví dụ nếu mình thắng thì mình sẽ thắng lớn, còn nếu mình lỗ sao, mình lỗ 2-3% thôi. Trong thị trường này ông sai rất có một câu, anh đúng hay sai quan trọng, khi anh đúng được bao nhiêu và khi anh sai mất bao nhiêu. Và đối với cái nền tảng đủ dài như này thì mình có thể là cược lại đâu khoảng 20-30% chẳng hạn đối với con đít. Thì đối với mã phiếu này nó vào firm rồi này, cũng là rũ bỏ, nó đánh lên rồi, và cái trend của nó hiện tại vẫn là trên lai tăng, thì chúng ta có thể kỳ vọng nhiều đó. Mà cổ phiếu này và mục tiêu con này thì khả năng lên giá khoảng là 32, hoặc có thể mình giá cao hơn là 35, 36 gì đó, thì chúng ta mua chúng ta phải đặt mục tiêu cực kỳ lớn đến mã cổ phiếu này. Nhìn chung con này cũng từ nền số 3 nó lỏng lẻo đi lên, thì cái biên độ nó kỳ vọng là 30-40% trong thời gian sắp tới là ok rồi. Từ đây đến đây các bạn thấy đi được bao nhiêu trăm, 30% rồi. Và đối với mình thì từ đây thị trường lên gần 3 thì những mã phiếu này cũng sẽ lên tầm cỡ đó. Con nào cũng sẽ có sóng thôi, thị trường ta có sóng thì con nào cũng sẽ lên, con nào chưa lên cũng sẽ lên. Nên kỳ vọng được đối mã phiếu DG 30% trong tương lai. Rồi HDC cũng là mã cổ phiếu đẹp này, nó cũng là cái điểm mua trong phiên vừa rồi, điểm mua pivot. Và cổ phiếu này các bạn thấy đây, nó làm đánh theo cái gì ạ? À? Đánh theo một cái dạng gọi là cổ phiếu gọi là nó bị điên ấy. Tại vì bạn thấy thường thường ấy, nó thì nó đánh thì đánh rất chậm, nhưng mà khi nó kéo trần 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 liên tục như này. Lúc bạn thấy nó kéo rất kinh, nó không đánh cổ phiếu khác, bạn thấy đánh cứ trần 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 lên liên tục như thế. Thì mã phiếu này các bạn thấy rõ ràng rằng ở đây là dòng tiền gì vào cực đại đó. Cổ phiếu này 15 triệu, các bạn thấy giai đoạn phía trước đi, những cái vol nó hầu như là rất bé, bạn mở chặt từng ra đi thì rõ ràng gì ạ? À? Những cái cây này này là cái cây vol to nhất trong những cái nhịp đó đã lên, nên những cái cổ phiếu này này nó bắt đầu xác nhận cái gì sóng đi lên, thì khả năng những phiên sắp tới nó ví dụ nó có sideways hoặc là test lại gì, test lại cái đỉnh là bạn điểm để bạn gì tham gia để kỳ vọng cho mục tiêu về gì ạ? À? Về về ngắn hạn là giá khoảng 38-39 gì đó, tại vì ở trên đây nó cũng sẽ có cái gap, mình nhớ không nhầm là nó sẽ có cái gap gap gì à, gap down. Nhìn chung gap down cũng lắp lại rồi, nhìn chung ấy là con cổ phiếu này nó sẽ bắt đầu nó sẽ có nhịp đi lên, tại vì đây là cái firm mẫu hình của nó là gì ạ? À? Mẫu hình gọi là vai đầu vai dùng tiền vào đánh lên, và dùng tiền mới vào sẽ không thể thoát ra. Đánh giống giai đoạn nào, ví dụ giai đoạn này này, dòng tiền vào đánh lên sao bắt đầu nó sẽ sideways rũ bỏ hai đáy gì đó, bắt đầu cân bằng mới bắt đầu lên tiếp. Thì thường thường cái nền tảng số 3 này sẽ là nền tảng mạnh nhất, thì cái này nhìn chung thì nếu mà dòng của nó đánh thì cũng sẽ bắt đầu đánh theo thôi. Nhìn chung con HDC cũng khá là đẹp, DSG thì yếu hơn một tí, nó vẫn chưa bứt khỏi trên lai giảm này, khi nào bứt khỏi trên lai giảm thì sẽ là điểm mua, còn bây giờ vẫn có thể nắm giữ được. Ở đây cái điểm dòng tiền vào và nó hấp tụ lại lượng cung, khi trên đây gặp lượng cung do tư kẹp hàng bán ra, thì khi gặp cung bán ra sẽ phải cần sideways thêm. Nhìn chung cây này cái hấp thụ khá là tốt, chờ đợi điểm cân bằng. Novaland nhìn chung thì cũng hơi yếu, đầu tư mình có cứ nắm giữ thôi, còn đối với mình sẽ không đến cổ phiếu yếu, mình tập trung đến cổ phiếu mạnh. Còn đối với dòng bất động sản thì khả năng nó bắt đầu có những cái tín hiệu có sóng, thì bạn có thể lưu ý dần cái đoạn này. Tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng gì ạ? Dòng dầu khí thì cũng BVD là một trong những mã phiếu mình đánh giá từ giai đoạn phía trước là nó khá mạnh rồi, và cái firm của nó cũng tích lũy 8 tháng, thì bạn phải kỳ vọng mục tiêu đó khoảng là 30-50%. Chứ một cổ phiếu mà tổ chức họ hấp thụ cái lượng cung hàng khoảng 8 tháng trời, thì khi mà họ đánh lên làm sao mà thoát ra được lượng hàng. Và các bạn thấy đi, cái firm mẫu hình của nó khá đẹp, ở đây là mẫu hình VSA, mẫu hình VSA trên VSA. Và đối với mã cổ phiếu này bạn thấy đi, nó tích lũy khoảng 8 tháng, thì ở đây ai là người mua ai người bán, chủ yếu nhà đầu tư cá nhân là người bán, tổ chức là người mua. Tại vì bạn thấy đoạn này các bạn ôm dầu khí chán không, nguyên đoạn 8 tháng này các bạn ôm, các bạn bị rủ này, ôm vào bị rủ ra, thực chất nhau tôi không dám cầm đâu, và chơi những mã phiếu này yếu, và khi yếu sao thì các bạn thấy nó ít sự đu bám thì tổ chức họ mới đánh lên mức được. Và khi tổ chức họ đánh lên đâu phải đánh một cây mà sẽ bắt đầu nó kết thúc cái chu kỳ sóng tăng nó, và khi đánh lên bạn thấy nó sẽ đánh nhiều cây. Và đây này là cái firm tăng của nó này, nó sẽ bắt đầu tăng trong cái trend như thế này, nó cứ đánh lên đánh xuống đánh lên đánh xuống, và nó sẽ bắt đầu tăng trong trend line này, nó có thể lên ba bốn mấy
trong thời gian sắp tới. Tại vì nền tảng của nó càng dài sẽ tăng càng dài. Mình ví dụ như các bạn thấy con BR đi, thì sao có giai đoạn tăng dài, có giai đoạn tăng ngắn. Ví dụ các bạn thấy đi, cái nền của nó như thế nào, cái nền của nó ngắn sao ạ? Nền của nó ngắn thì sẽ tăng ngắn, nền của nó dài hơn tí sao nó sẽ tăng dài hơn, cái nền của nó dài hơn tí sao nó sẽ tăng dài hơn, cái nền của nó dài hơn tí sao thì sẽ tăng dài hơn. Ở đây nó là cái quy luật về nguyên nhân kết quả, nên đối với những mã phiếu nào cái nền dài thì phải tăng đủ với biên độ của nó. Ví dụ đây tích lũy 8 tháng gom đâu khoảng 100 triệu phiếu thì đã lên đây được bao nhiêu cổ phiếu được phân phối ra, và ở đây nhiều tôi còn lo lắng sợ chừng chỉnh sợ sập làm sao phân phối ra được, nên nó phải cần kéo đủ biên độ để có thể phân phối ra lượng hàng. Và đoạn này nó mới ở chân sóng thôi, nó giống phơm con gì, giống như con gì các bạn, GVR hoặc con gì GVR BR đánh y chang cái phơm đó thôi, dòng tiền vào xoay quay lại một tí rồi bỏ lại tiếp tục đánh lên. Thì con GVR nó cũng tương tự giờ cái phơm của con BVD hiện tại phía trước này. BVD giống đoạn này này, dòng tiền đánh lên này, bắt đầu này đang rụng cái này, bắt đầu dòng tiền đánh lên tiếp này, bắt đầu xoay quay lại tiếp tục đánh lên. Và tiếp bạn mua, bạn chỉ cần ôm là bạn thắng rồi. Chứ không phải là bạn thấy thị trường ta chỉnh cái bạn lôi hàng ra bán ra, bán ra bắt hàng làm sao mua lại. Đánh khó mua lắm, con dầu khí các bạn thấy đánh rất khó chịu và rất khó mua. Chỉ cần bạn ôm đúng điểm này thôi, rồi bạn nắm giữ các bạn chặn lại dưới gì? Chặn lại những cái này này. Đó, rồi bắt đầu đánh lên nữa, ví dụ như ngày mai mốt gì đánh lên nữa, rồi bắt đầu nó chỉnh xuống thì bạn cứ chặn lại dưới những cái giai đoạn mà nó đánh lên liên tục như thế thì bạn sẽ thắng thôi, chứ bạn không cần mua bán liên tục đâu. Ví dụ các bạn thấy đoạn này bạn trade được không? Làm gì trade được? Ví dụ lên đây bạn bán à. Rồi xuống đây bạn mua, làm sao bạn dám mua điểm đó? Thực chất là bạn gì à? Các bạn mua đâu trên đây không à, tại vì thấy cổ phiếu nó yếu lên đây bạn mới mua này, xuống đây bạn bán này, bán xa sắp bắt đầu kéo lên trở lại không dám mua trở lại này, khả năng bắt đầu nó rủ xuống cái nữa này, và khả năng nó kéo lên cái nữa bạn đu trên cao trên đây này bắt đầu nó rủ xuống cái bạn bán này, nên các bạn chỉ cần gì mua được đúng điểm bạn nắm là thắng rồi, không cần gì à? Không cần phải gì à? Không cần phải trade liên tục trong cái biên độ tăng giá của nó đâu. Và bạn biết rằng ông Warren Buffett ông có nói câu là trong thị trường chứng khoán này là cái thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Các bạn nào kiên nhẫn được cái đoạn này bạn thắng, giống như con GVR thôi, nó chỉnh cái bạn bán ra đi làm sao mua lại, chỉnh cái bán ra sao mua lại, chỉnh cái bán ra sao mua lại, thì thực chất đó một cái trend xu thế tăng, các bạn chỉ cần mua đúng điểm nữa bạn nắm được canh chặn lãi là được. Chứ đoạn này bạn thấy đi, nhiều người người ta mua vào bán ra, mua vào bán ra, thì bạn đặt ra câu hỏi cho người ta trong khoảng bao nhiêu ạ? À? Trong khoảng từ ngày 26 tháng 1 đến bây giờ nhiêu ạ? À? Đâu khoảng là ngày 24 tháng 3 người ta đã kiếm được khoảng là 61% lợi nhuận chưa? Thì bạn cứ đặt ra câu hỏi như thế thôi, coi những ông trai giỏi nhất luôn á, cho bạn coi coi khoảng đâu khoảng bao nhiêu ạ? À? Từ 15 tháng 3 đến 21 29 tháng 1 là coi như tháng 2 đi, trong vòng khoảng là một tháng mấy, một tháng mấy đúng chưa? À? Thì bạn coi coi những ông đó kiếm được khoảng là 61% chưa? Thì bạn có thể đánh giá xem ở đoạn này đánh trend nó mới là ngon nhất, chứ không phải là đánh trade đâu. Các bạn có thể coi những người trader giỏi nhất thị trường đó, xem có lãi bằng con GVR, các bạn chỉ cần các bạn nắm từ một cái điểm 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 mua chuẩn hay không thôi, hoặc là DGC đó chẳng hạn như vậy. Và đối với những người mà đánh mà người ta đánh trend, người ta đánh margin cao nữa đúng giờ, GVR 5 năm đi, ở đây 100 ví dụ như có 100 triệu đánh lên được 200 triệu, thực chất lãi 50% đã lãi 100% tài khoản rồi đó, nên chỉ cần ôm được cổ phiếu 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 đúng đúng cổ phiếu mạnh rồi ôm và đánh margin vào là chúng ta có thể ít tài khoản lên rất là nhanh trong một cái thời gian 1-2 tháng thôi. Và chỉ cần một con sóng các bạn ăn được một cổ phiếu như thế này là bạn đã thành công, chứ không cần ăn quá nhiều đâu. Bởi vì để chân sóng bạn nếu nếu nhà đầu tư nào chưa mua thì canh chỉnh mua được này, nó vẫn chưa hết sóng của nó này. Rồi bắt đầu những cái cổ phiếu ấy mà sắp nổ, xíu video cuối video mình sẽ bắt đầu mình liệt kê ra cho bạn những cái mã cổ phiếu sắp nổ để bạn có thể kỳ vọng, còn những mã phiếu này hiện tại có thể canh đánh trend được. BVS này bắt đầu nó vượt gì ạ? Nó vượt những cái trend xuống giảm về gì ạ? Trong gọi là trong ngắn hạn của nó, dòng tiền vào cũng tương đối mạnh này, dòng tiền vào cực kỳ lớn các bạn nghe, 18 triệu phiếu, thì khả năng ở đây xuất hiện nồi điện 3, nó sẽ bắt đầu cân bằng sideways thêm rồi sau sẽ tiếp tục lên. Nếu tư mình có cứ nắm giữ thôi, thường thường cổ phiếu nó vào nó xác nhận trend thì nó đánh thì nó cũng sẽ rất là nhanh. Ví dụ như nó xác nhận trend đi, dòng tiền nó lên nó sẽ sideways, sau về phiên nó sẽ tiếp tục kéo. Nếu tư mình có cứ nắm giữ, cũng muốn mới thì chờ đợi những điểm cân bằng để mua. Nhưng mà những mã phiếu này biên độ nó lỏng thì sẽ đánh yếu hơn con BVD, nếu mua thì sẽ BVD sẽ ok hơn so với BVS, tại vì con BVS là con theo, BVD là con dẫn dắt. Còn BR nhìn chung cũng khá ổn này, con này nó cũng xuất hiện này một đáy hai đáy lên này, dòng tiền vào này xuất hiện đáy một đáy hai, xuất hiện nô sập này, test cung này, thì khả năng phiên sau sẽ phiên nổ nó, nên lưu ý đối với con BR được, kỳ vọng sẽ có nhịp nổ lên giá khoảng làm 22 là vùng gap của nó. Đánh như con gì ạ? Đánh như ACB đó các bạn, giờ đã phơm y chang phơm ACB này, đây là gap trước của nó này, bắt đầu này nó rũ bỏ xuống này, bắt đầu này nó hướng lên đúng chưa, bắt đầu hướng lên này tạo ra này một đáy hai đáy ba đáy này, xuất hiện nô sập này, test cung, sau đó là những pha chạy nó đến lên lắp gáp. Và bạn nhìn qua BR đi, ví dụ như bạn thấy giống nào, dòng tiền vào này nó rũ bỏ một đáy hai đáy này, xuất hiện nô sập này, test cung, sau đó là nhịp nổ. Quan trọng bạn có phát hiện ra được những phiên test cung của nó hay không. Nô sập là gì? Nô sập phiên giảm điểm, đóng cửa thấp những phiên biên độ dịch hẹp, kiểm thấp thì nguồn cung không còn nhiều nữa, sau đó phiên test cung đầu phiên đạp cuối phiên kéo và đóng cửa cao nhất phiên,
sau đó phiên tích cung cái nữa, thì nó sau đó sẽ là phiên dùng tiền tích vào đánh. Hay ở đây bạn thấy xuất hiện gì ạ? À? Một đáy hai đáy thì đây là no supply này, một phiên giảm điểm đóng cửa thấp nhất phiên, biên độ dịch hẹp kèm bên thấp thì nguồn cung không nhiều nữa. Thì ở đây tổ chức họ gom đủ hàng, và khi họ đạp xuống này, cái lượng cung không còn nhiều nữa là khi họ đạp xuống không còn vol của nhà đầu tư bán ra. Nếu đây nhà đầu tư bán ra còn nhiều thì vol nó sẽ lớn, và vol nó không lớn chứng tỏ không còn cung, thì không còn cung thì chứng tỏ lượng hàng năm tay tổ chức. Thì để có thể là kiểm nghiệm một lần nữa thì đầu tiên sáng họ chỉ cần bán cổ phiếu ra đâu khoảng 5 triệu, cuối phiên họ mua đâu khoảng 10 triệu là vừa bán và vừa gom được vùng giá thấp ở 5 triệu cổ phiếu. Và khi mà muốn cho tôi muốn mua lại thì sao phải mua giá cao hơn, rồi sau đó tổ chức họ đổ vào đánh đầu phiên BRL3 thì nó sẽ kéo. Thế đây bạn thấy đi, quan trọng bạn có nhận diện được dấu hiệu cung cầu no sập tích cung không. Thế đây bạn thấy rõ ràng là xuất hiện gì ạ? No sập 3 phiên tích cung thì kỳ vọng nó sẽ có nhịp nổ, nên lưu ý BR nếu canh đến tích cộng cũng được, còn trung hạn thì BVD ưu tiên hơn, còn ngắn hạn thì con này canh đánh nhịp nổ nó lên giá 22. Tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng ngân hàng này. Ngân hàng các bạn thấy đi, thị trường đoạn này do ngân hàng thôi, thị trường chỉnh thì do ngân hàng chỉnh, thị trường tăng do ngân hàng tăng. Mà đoạn này bạn thấy đi, hầu hết những mã phiếu ACB bắt đầu ổn lại này, rồi CTG ổn lên này, rồi bắt đầu MB Bank cũng ổn này, rồi bạn thấy STcombank nó vẫn ổn này, VIB thậm chí nó bắt đầu nó kéo, có những cái trạng thái nó kéo vượt đỉnh ở trong những phiên gần đây luôn. Lúc giờ con VIB nó mất tiêu à, đang VIB nó kéo chặt rất là đẹp luôn các bạn. Đúng vậy, thì các bạn thấy rõ ràng rằng những con này này nó ổn thì những con khác nó cũng sẽ ổn theo, nên chúng bạn thấy dòng banh cũng bắt đầu ổn dần. Thì con Techcombank để đoạn này thì mình đánh giá rằng độ tích lũy của nó chưa chưa đủ, nhưng mà cái quan điểm mình hiện tại nó cũng sideways sẽ bắt đầu này, nó sẽ có một cây đánh lên trong phiên sắp tới và chúng ta sẽ bắt đầu có nhịp kéo, và chỉ cần sideways vài phiên thì sẽ bắt đầu đánh tiếp. Ở đây chỉ là nền máy, nền một nền hai nó thôi, nó phải còn cái nền ba nền bốn. Một cổ phiếu đánh đâu phải một nền nó ngưng đâu bạn, ví dụ như đoạn này bạn thấy đánh mấy nền, đánh một nền hai nền, cái nền số 3 lỏng lẻo mới rơi mà. Mà ở đây thị trường chúng ta hay cổ phiếu mới hai nền thôi, bạn thấy giống đoạn này này, giống như Techcombank này, ở đây thì chỉnh hơi sâu nhưng đoạn này chỉnh nhẹ nhẹ thì khả năng xuất hiện Techcombank nâu sập thì sẽ có một cây đánh tăng lên, rồi bắt đầu tạo ra biên sideways tiếp này, rồi cái biên phía sau cái nền ba mới là cái nền đánh mạnh nhất của nó. Còn Techcombank nhìn chung ổn mà, chờ nó sai cái nền số 3 sẽ có điểm mua đẹp. Còn bây giờ bạn nhà đầu tư muốn săn điểm nổ thì vẫn có thể canh con Techcombank này vào được, mới nền hai thôi, nên kỳ vọng đối với Techcombank cân bằng sẽ quay sẽ có điểm nổ tiếp tục. Mời ban tương tự cũng nền số 2 thôi, bạn thấy các chu kỳ phía trước đi nó đánh cũng khá kinh, nền một nền hai bắt đầu nền ba, nền ba lỏng lẻo thì nó cũng chưa rơi ngay đâu. Ví dụ bạn thấy đi, nền một này, nền hai, nền ba này, nền bốn này bắt đầu này nó rũ bỏ một cái, bắt đầu cân bằng hướng lên, xuất hiện no sập cung này nó sẽ có những nhịp tăng lên, sau đó sẽ bắt đầu sideways trở lại thì khả năng sẽ đánh sideways lại như này. Nhìn chung con gì ạ? Con mời ban ổn mà. Còn bạn thấy cái nền giá tích lũy của nó khá lâu, cái nền tích lũy của nó từ bao lâu ạ? Nền tích lũy của nó từ tháng 10 là một cái nền này, nền tích lũy của nó từ tháng mấy nữa, từ tháng 5 thì một cái nền nữa, tích lũy hai nền, thì cái biên độ tích lũy của nó từ bao lâu ạ? Từ 5 tháng 10 cho đến khoảng là 28 tháng 12, và khi nó tích lũy đâu khoảng là gần một năm trời thì đánh nhiêu đây thì chưa đầy đủ biên độ của nó, vì trong thị trường này vẫn có quy luật nguyên nhân kết quả. Ví dụ tích lũy đâu khoảng là gom đâu khoảng là cả trăm 200 triệu phiếu lên đây phân phối được bao nhiêu đâu, đúng giờ nó nên phải cần một quá trình gọi là phân phối nhiều hơn. Và đoạn này bạn thấy nó thiếu cái dòng gì, nó thiếu cái dòng gọi là chạy nước rút, giống như MB Bank đoạn trước đi, nó thiếu giai đoạn gì? Ví dụ ở đây bạn thấy này, nó phải chạy nước rút như thế này này đó, hoặc là phải chạy nước rút như thế này này đó, giai đoạn nước rút này sau đó bắt đầu mới bước vào giai đoạn phân phối. Và đoạn này bạn thấy mới đây đi, nó chưa phân phối hết được lượng hàng đâu, nên cứ yên tâm, thị trường vẫn còn ổn, ban nó vẫn còn ổn chán mà. Ở đây sideways có vài phiên, có khi ngày mai là cái phiên thứ hai nó bắt đầu nó kéo lên này, rồi bắt đầu nó sideways trở lại này, và có thể kéo vượt đỉnh và sideways trên đây luôn cũng không chừng. Nhìn chung bạn có thể canh đánh để cộng được, nhìn chung dòng banh ổn mà. Tiếp tục VB Bank thì nó hơi xấu một tí, nó test đáy, nó quay lắp gáp thôi, khả năng sẽ cân bằng nó hướng lên trở lại, nhà đầu tư nắm giữ được. Còn mã phiếu này có canh cơ cấu được này, tại vì con này con yếu, đánh cổ phiếu trên cao thôi. STB nó cũng yếu hơn so với những cổ phiếu trên cao, nên muốn đánh thì đánh cổ phiếu trên cao thì canh đảo qua test cơm, hoặc là con MB ACB cũng đẹp này, nó cũng bắt đầu nó hướng lên trở lại này. Nhìn chung những cổ phiếu này nó cân bằng sideways thêm, nó rũ bỏ một cái, thường thường các bạn thấy cổ phiếu nó rũ bỏ một cái này nó bắt đầu đánh lên, các chu kỳ phía trước tương tự như vậy thôi, trước khi đánh lên kiểu gì chả rũ bỏ. Đây nó sideways một thời gian này, sideways up đúng giờ, nó muốn đánh lên xong phải rũ bỏ nhịp này mới đánh lên. Ở đây bạn thấy đi, nó sideways một thời gian này, nó đang biên độ sideways này, ở đang rũ một phát này thủng hết hỗ trợ mới bắt đầu đánh lên mà. Cổ phiếu muốn lên phải rũ bỏ, thì những mã phiếu này nó đang ở quá trình rũ bỏ thôi. Đây sideways vẫn có thể đánh lên, vol của nó bé tí như này làm sao thoát hàng. Các bạn thấy đi, cái vol này này tại vì sao vậy? Tại vì sao vol to không giảm nhiều đi, khớp lệnh 25 triệu phiếu mà nó không giảm nhiều, chứng tỏ đây là gì? Chứng tỏ ở đây là gì? Là có người đỡ, ví dụ như ở đây không có người đỡ, nó đã bán sàn rồi, cái này đang đang là phải sàn rồi nhưng mà không sàn, chứng tỏ người đỡ, và khi có người đỡ sao ạ? À? Thì chứng tỏ cổ phiếu nó vẫn ổn.
Nhìn chung là dòng banh khá ổn, các bạn có thể canh đánh những cái nhịp T cộng được. Còn cái biên độ tăng giá thì sẽ không bằng cái cổ phiếu gọi là mid cap đâu. Tại vì banh là trong những cái mã cổ phiếu nó mang những thị trọng lớn, và khi nó kéo những cái mã phiếu banh nóng quá thì chúng ta sẽ tăng khá là mạnh và sẽ tạo ra bong bóng thì mới sẽ dễ vỡ. Nên đó mình nếu banh ấy nó tăng thì tăng cùng lắm vài và phiên 5-7% là bắt đầu sẽ quay trở lại thì phù hợp đánh T cộng. Còn đánh trung dài hạn thì đánh giá đoạn này chưa đánh. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu dòng phân bón thì hỏi DGC mua được nữa không, thì đó mình bây giờ nó đã qua cái giai đoạn gọi là để chúng ta tham gia, muốn tham gia thì chờ đợi là nó sideways quay tích lũy đây khoảng biên độ khoảng là 5 đến 7 phiên ấy, giống như con GVR chúng ta mới tham gia, nó phải cần tích lũy một biên độ tích lũy dài cái này này mới có điểm tham gia, còn bây giờ làm sao có điểm tham gia nữa, cứ chờ đợi thêm thôi. Nhìn chung con này vẫn mạnh, cứ nắm giữ, nó chưa có dấu hiệu để chúng ta bán. Rồi tiếp tục ấy là chúng ta sẽ đi qua những cái mã cổ phiếu ấy mà khả năng ấy trong thời gian sắp tới nó sẽ có những cái nhịp nổ lên. Thì đối với mình ấy thì ở đây là những cái cổ đẹp mình cũng đã bắt đầu mình ghi ra cho bạn này, bạn có thể lưu ý những mã phiếu này này. Ví dụ như con gì con VSC này nó đang tạo ra cái thế khá đẹp. Dòng tiền vào này, cân bằng này, hướng lên này, đánh tương tự phân con ACB ấy. Bạn thấy giống đoạn nào, giống đoạn này con ACB này nó sideways quay này. Nó rủ lên rủ xuống là xuất hiện nô sập tích cung này nó sẽ chạy này, qua đây rủ một đá hai đá này nô sập này tích cung nó sẽ chạy này, thì VC bạn thấy đi nó sideways tương tự và đánh giá rằng ở đây một đá hai đá thì khả năng ở đây này sẽ có nhịp nổ, nên lưu ý đối với con gì cũng VC được xuất hiện nô sập tích cung, nếu đúng thì khả năng ấy, là phiên tiếp theo sẽ nổ trần, lưu ý con này có thể canh những cái điểm gì để em tham gia được. BR tương tự này hồi nãy anh có nói ở đầu video đúng chưa ạ, khá là đẹp. Techcon cũng là con mạnh này, có thể canh đến tới cộng được này. Rồi DRC thì nó hơi bao cung một tí, nhìn cho nó vẫn đẹp, trendline vẫn trendline tăng, một nền hai nền đây nền số 3 nó cũng xuất hiện nô sập tích cung kỳ vọng được này. BSI cũng đẹp này, cũng ba nền một nền hai nền ba nền này cũng kỳ vọng nô sập tích cung, sẽ kỳ vọng cái nhịp nổ của nó. Con ghét thì sao ạ? À? Con ghét thì mẫu hình gì ạ? À? Gọi là mẫu hình cốc tay cầm, bây giờ ở đây cũng sideways, cũng sideways khá tốt, dòng tiền vào này nô sập tích cung này thì kỳ vọng sẽ có nhịp nổ ngắn hạn nó, rồi bắt đầu sideways trở lại ở trên đây này, nó sideways trên đây mới là điểm mua đẹp nhất. Còn những cái dòng khác ví dụ như dòng gì ạ, dòng thương mại như DC World sao, DC World thực chất mình cho nhà đầu tư mình mua là mua ở đâu những cái vùng nền, bây giờ cũng lại 5-7% hoặc mười mấy phần trăm rồi, thì đó những mã phiếu này mình cứ nắm giữ, còn muốn mua mới thì cứ chờ đợi nó xây thêm cái nền rồi xuất hiện những phiên sắp out rồi canh mua, giống như phân của GVR nó bắt đầu này ở những nhịp này nó kéo nhịp đầu đúng giờ bắt đầu nó sideways quay trên đây này, chờ nhịp sắp out này để mua được, tại vì DC World bạn thấy tích lũy cái nền dài nó muốn thoát hàng ra cũng chưa thể thoát hàng ra đâu, nó cũng là những mã phiếu gần đỉnh chứng tỏ nó mạnh và đang có sóng gì ạ, có sóng gì ạ, bán lẻ, và khi nó sóng bán lẻ sao ạ thì sẽ đánh cả dòng, con nào nó yếu cũng sẽ lên thôi, các bạn thấy đoạn này chừng chỉnh nó có chỉnh đâu, chứng tỏ nó mạnh, tổ chức không sợ và bạn sợ gì, thì đoạn này bạn cứ chờ đây nó sideways vài phiên và xuất hiện phiên sell out là điểm mua đẹp nhất đối với DZ World, nên lưu ý DZ World đoạn sau này nó chưa hết trend đâu. BNC cũng đẹp này, nó rút chân lên này cũng đang là những mã phiếu nó cân bằng, khả năng sẽ bắt đầu nó kéo tiếp, có thể kỳ vọng được đối với gì ạ, con BNC. FPT nhìn chung cũng khá mạnh này, kỳ vọng nó sẽ bước nhịp nước rút lên giá khoảng 125, 126 gì đó, nắm giữ được. Còn mua mới thì bây giờ mình giá nó cũng đã hết biên bạn tham gia rồi. Con DC World còn nhiều biên này. Thì hôm nay mình cũng hơi đau họng nên mình cũng sẽ làm một cái video nó ngắn gọn và súc tích như thế thôi. Thì sắp tới mình cũng sẽ có mở một cái gì ạ? Một cái khóa gọi là coaching để cho bạn có thể là nắm bắt và tham khảo. Thì bạn nào mà muốn tham gia những khóa coaching này các bạn có thể nhắn tin với bạn trợ lý để mình có thể là tham gia cái khóa này đó, và cái khóa này hầu như là mình dành để gì ạ, tri ân cho khách hàng và mình sẽ không gì ạ, không có nhận nhận phí. Thì sắp tới bạn có thể lưu ý dần dần bất động sản cũng ok nha. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video đây, thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ kênh.